Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer anh em nha. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái con game cũ nhưng mà sẽ có những cái thông tin mới rất quan trọng, đặc biệt với những anh em nào chơi trên mobile á. Thì đây là con game Coromon, mình đã từng chơi và cũng như review cũng như là phá đảo tựa game này rồi. Đây là một tựa game chiến thuật nhập vai bắt thú rất giống với Pokemon, và thực sự mà nói thì nó là một trong những tựa game bắt thú hay nhất từ trước đến giờ mà mình từng chơi luôn anh em. Mình rất là thích nó. Ngoài ra thì trong game nó cũng có đầy đủ những yếu tố, ví dụ như những con shiny thì bên này gọi là perfect này, và những cái con Pokemon thì gọi là Coromon ha. Và trong game thì hình ảnh thiết kế rất là đẹp mắt, với nhiều cơ chế cũng như là phiêu lưu giải đố rất là tuyệt vời. Và thời gian trước thì nó cũng có một phiên bản Android ấy, anh em cũng từng chơi thử ấy, hoặc là phiên bản mobile ấy, anh em thường chơi đến level 25, sau đó anh em sẽ bị đứng lại và anh em hỏi mình rất là nhiều, và mình đã cố trả lời nhiều nhất có thể. Tuy nhiên là một số anh em vẫn cứ hỏi và nhiều khi là nó trôi mất mình không trả lời được. Thì bây giờ mình cũng sẽ giải quyết được vấn đề đó luôn. Tại vì vào ngày 8 tháng 11 sắp tới thì sẽ có một phiên bản chính thức dành cho mobile luôn, và sẽ là phiên bản full đầy đủ, và anh em có thể chơi đầy đủ cốt truyện giống như phiên bản PC vậy. À, chỉ có một điều là nó sẽ không có việc hóa nha anh em nhé. Trên PC nó cũng không có việc hóa, nên mobile nó cũng sẽ không có. Và sau này nếu có ai nó việc hóa thì tính sau. Và theo dự đoán của mình thì cái con game này nó sẽ tính phí, nên anh em cũng chuẩn bị tiền trước để mua, để có thể chơi một cách đầy đủ phiên bản chính thức ngon lành. Còn với những anh em nào mà chờ phiên bản correct thì có thể cũng có đấy, nhưng mà cũng không nên quá kỳ vọng. Tại vì thời gian sắp tới thì đôi khi những cái con game này họ sẽ thiết kế theo cái cách mới, anh em sẽ không thể nào cài APK được nữa, mà anh em phải cài kiểu khác, và có thể là không cài được luôn ha. Nhưng mà nên anh em có lẽ nên chuẩn bị ít tiền để mua game để chơi được trải nghiệm tốt nhất. Và cái con game này về sau nó có cái cơ chế gọi là PvP đánh nhau với lại những cái người khác trên thế giới nữa, nên dẫn đến một cái việc là khó rắc, và cũng như là anh em cũng sẽ cần mua game để có thể trải nghiệm được những điều đó ha. Rồi, thì cùng chờ đến ngày 8 tháng 11 và chờ bản game chính thức ra mắt thôi. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Rồi, bye bye anh em.